vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật báo 24 giờ. Cảm ơn quý vị trong suốt thời gian vừa qua đã luôn quan tâm ủng hộ kênh của chúng tôi. Và xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận những tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật báo 24 giờ. Kia T-Shark nói điều thật lòng về trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc. Người hâm mộ hả hê. Huấn luyện viên Kia T-Shark không ngạc nhiên khi bóng đá Trung Quốc thua Việt Nam. Ông cho rằng trình độ hai đội giờ là tương đồng. Huấn luyện viên Kia T-Shark chia sẻ, Trung Quốc đã đánh bại Việt Nam với tỷ số 3-2 ở lượt đi. Tuy nhiên, người trong nghề có thể thấy trình độ của hai đội là tương đồng. Thắng thua là chuyện bình thường cho bóng đá. Kia T-Shark nói thêm, tôi không ngạc nhiên với kết quả vừa qua. Việt Nam đã chơi năng động hơn, quyết tâm hơn trong những pha tranh chấp trong từng đường truyền. Tuyển Trung Quốc thì chưa có kỹ chiến thuật tốt. Kia T-Shark cho rằng làm bóng đá phải xuất phát từ gốc mới mong không bị lỗi thời. Kia T-Shark khẳng định phải làm bóng đá trẻ cho vững chắc, phải tìm kiếm những tài năng và phát hiện họ. Kia T-Shark bày tỏ quan điểm. Bóng đá Trung Quốc không thể tạo thành quả trong thời gian ngắn. Sự thay đổi trong 10 năm nữa may ra có giá trị trong tương lai. Trung Quốc phải làm gì đó để thay đổi. Công cuộc làm mới làm lại đội tuyển Việt Nam của ông Park Hang-seo luôn không dễ. Bởi ngay từ đầu năm 2022 đã phải hành quân xa trong bối cảnh thiếu nhiều trụ cột để đấu với đội tuyển Australia đang khát khao có tấm vé đi World Cup. Thua trắng 4 bàn sau 2 hiệp đấu trên sân khách. Trận thua nặng nhất trong chiến dịch vòng loại thứ 3, những tưởng sẽ khiến đoàn quân của ông thầy người Hàn lại sớm đánh mất động lực thi đấu và sớm làm phá sản mọi toan tính đã vạch ra. Nhưng trên thực tế thì dù thua đậm, đội tuyển Việt Nam vẫn chủ động với việc đi đường dài, lùi một bước để tiến hai bước, nhất là chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Trung Quốc trên sân Mỹ Đình. Việc đầu tiên là ông Park Hang-seo tung vào sân ngay từ đầu tiên với đội trưởng Hùng Dũng. Sau thời gian dài chữa trị chấn thương để kiểm tra năng lực thực tế của một người từng được ông đặc biệt tin cậy ở chiến dịch SEA Games 2019 và vòng loại thứ 2 World Cup. Hơn 70 phút thi đấu với trách nhiệm cao, tốc độ cao, sức ép lớn, Hùng Dũng đã được cho ra nghỉ nhằm danh sức cho trận đánh lớn vào đêm mùng 1 Tết Nhâm Dần trên sân nhà. Nhân vật quan trọng đặc biệt thứ hai của tiền vệ trung tâm Hoàng Đức chỉ được tung vào sân từ đầu hiệp 2 trận đấu gặp đội tuyển Australia. Hợp với Hùng Dũng và Quang Hải ở tuyến tiền vệ tạo ra một bộ mặt hoàn toàn mới cho đội tuyển Việt Nam. Có thể nói đó là bộ ba huyền ảo của đội tuyển Việt Nam với sự vững chắc về phòng ngự, linh hoạt khi chuyển trạng thái và chính xác khi tung đòn đánh quyết định. Ông Park chỉ thử nghiệm chừng 15 phút và thấy mọi việc có thể có nhiều thuận lợi nên đã cho Hùng Dũng ra nghỉ, đợi thời cơ ở trận đấu tới. Người thứ ba không thể không nói tới trong trận đấu gặp đội tuyển Australia, đó là tiền đạo Tuấn Hải, người lần đầu tiên được giao nhiệm vụ đá chính trên hàng công. Là một tiền đạo trẻ, dồi dào năng lượng và ý chí, Tuấn Hải chơi trọn vẹn 90 phút trước một đối thủ đẳng cấp cao hơn nhưng không hề tỏ ra lép vế. Trái lại, càng chơi, Tuấn Hải càng tỏ ra chín chắn và uy lực trước hàng thủ của đối phương. Nếu may mắn tiền đạo này đã có thể lập công ở đầu hiệp 2, chưa kể cú nhấc chân đầy ma thuật của anh đã tạo ra cơ hội sút thẳng cho Công Phượng sau đó. Tiếc rằng đội tuyển Việt Nam đã để vuột mất cơ hội, nhưng cơ hội đá chính của Tuấn Hải thì lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Để nói rằng khi mà người hâm mộ Việt Nam và nhiều nơi trong khu vực, châu lục theo dõi trận đấu bùng nổ, đầy hiệu quả của đội tuyển Việt Nam cho đội tuyển Trung Quốc, nhiều người hiểu rằng đó là kết quả của một quá trình chuẩn bị công phu, nhiều toan tính của thầy trò ông Park Hang-seo. Cả ba bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu đầu xuân trên sân Mỹ Đình, kỳ diệu thay đều có dấu giày của Hùng Dũng, Tuấn Hải hay Hoàng Đức. Những người ghi dấu quyết định cho bàn thắng là những người cực kỳ có duyên với mảnh lưới của các đội tuyển Trung Quốc. Đó là Tấn Tài, người kiến tạo hai lần trong hai bàn thắng của Tiến Linh trong trận giao hữu U22 cách nay vài năm, là người ghi bàn cả hai trận lượt đi và về gặp đội tuyển Trung Quốc, là Tiến Linh, lập công cả ba lần gặp các đội tuyển của Trung Quốc, và Văn Đức, người vượt qua mọi nghi ngại để ghi siêu phẩm lần đầu tiên trên sân Mỹ Đình. Trong khi đó, ông Park Hang-seo một lần nữa mạnh dạn đưa một trung vệ trẻ vào sân, dù trước đó đã từng thất bại với thử nghiệm Thanh Bình. Nhưng không giống lần trước là nguyên nhân trực tiếp của bàn thua vào phút bù giờ, lần này Việt Anh chững chạc hơn bao giờ hết trong suốt 45 phút của hiệp 2, cùng các đàn anh thi đấu tốt để giữ vững hậu phương, giúp tiền đạo Tuyến ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 trong niềm vui sướng tột độ của đông đảo khán giả nhà, tạo cơn rung chuyển Đông Nam Á như dư luận đã từng lên tiếng. Sẽ còn được nói đến tô đậm chiến công lịch sử mang tầm khu vực của đội tuyển Việt Nam và ở sân chơi châu lục sẽ là sự khẳng định niềm tin, là tín hiệu tích cực cho bước đi tới đây của đội tuyển Việt Nam
Trong đó những nhân tố nổi bật như bộ ba huyền ảo Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, những chân sút cựu phách như Tiến Linh, Tuấn Hải, Văn Đức sẽ là những trụ cột để nuôi hy vọng nâng tầm bóng đá Việt. Và tất nhiên không nói thì ai ai cũng biết sẽ có những nhân tố đã từng làm nên chuyện trước đây sẽ tự nguyện cũng như bắt buộc nhường sân cho những ngôi sao mới nổi và những nhân tố trụ vững trong cuộc đua đường dài, cam go và khắc nghiệt luôn có bước bổ sung và đào thải như một quy luật tất yếu. Tuyển Trung Quốc không có gì ngoài tiền, thua Việt Nam vì thiếu người như Bầu Đức. Tuyển Trung Quốc đặt tham vọng dự World Cup nhưng lại bị tuyển Việt Nam đè bẹp đến 1-3. Một thất bại trở thành bài học lớn cho mọi nền bóng đá. Bóng đá Trung Quốc có gì? Câu trả lời là không có gì ngoài tiền và tiền. Nhưng bóng đá có câu tiền không mua được đẳng cấp. Hãy điểm danh những huấn luyện viên nổi tiếng từng đến Trung Quốc đi. Huấn luyện viên Lippi, Fabio Cannavaro, Hiddink, nhà cầm quân giúp Ý vô địch thế giới Lippi nhận mức lương 28 triệu đô một năm. Con số này cao gấp nhiều lần so với các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nổi tiếng trên thế giới. Có thể hiểu rằng Trung Quốc bung tiền cho tham vọng dự World Cup. Giải vô địch quốc gia China Super League trở thành cỗ máy đốt tiền với những ngôi sao hàng đầu thế giới được chiêu mộ. Điển hình là Carlos Tevez nhận lương 42 triệu đô một năm tại Shanghai Shenhua, Thượng Hải Thanh Hoa. Dù vậy, tuyển Trung Quốc chẳng khác gì mớ bòng bong với chuyện thay huấn luyện viên như thay áo, rồi nhập tịch cầu thủ như đi chợ. Lippi chia tay rồi lại tái hợp. Cannavaro Hiddink đến rồi lại đi. Không có gì ngoài tiền, thế nhưng bóng đá Trung Quốc lại nhận hai thất bại trước Việt Nam. U22 Trung Quốc được dẫn dắt bởi Hiddink, thua U22 Việt Nam 0-2. Tuyển Trung Quốc thua Việt Nam đến 1-3 vào tối ngày 1 tháng 2. Cổ động viên Trung Quốc có lẽ chưa quên được Fan Jiji, huyền thoại bóng đá Trung Quốc từng nói, nếu bóng đá Trung Quốc không chịu thay đổi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị Việt Nam vượt mặt. Lời tiên đoán của Fan Jiji đã đúng, và ông còn đưa ra lời khuyên rằng, nếu thông qua đào tạo trẻ, những đứa trẻ sẽ biết được cách đối nhân xử thế, biết theo dõi những sự chuyển biến ở trên sân, đưa ra những quyết định hợp lý dưới áp lực hay thậm chí là biết lý trí hơn cho việc thắng thua. Chiến thắng là mục tiêu, thất bại phải được chấp nhận. Nếu chúng ta không biết đặt mình vào đúng vị trí, bóng đá Trung Quốc sẽ lạc lối. Chỉ khi nào chúng ta biết khởi đầu từ những điều nhỏ nhoi và bắt đầu thay đổi, thì bóng đá Trung Quốc sẽ thật sự trở lại. Nhận xét của Fan Jiji chỉ ra rằng bóng đá Trung Quốc có rất nhiều tiền nhưng không làm bài bản, không xây dựng từ nền móng như bóng đá Việt Nam. Cách đây gần 20 năm, bóng đá Việt Nam cũng bị cố huấn luyện viên Alfred Riddle nhận xét là xây nhà từ nóc. Nhưng Bầu Đức mở đường khi sang Anh học hỏi huấn luyện viên Wenger và mở học viện bóng đá Hoàng Gia Lai Arsenal GMG vào năm 2007. Bầu Đức còn thay đổi phong văn hóa trong đào tạo trẻ khi kết hợp giáo dục và bóng đá, giúp các cầu thủ thay đổi ý thức, biết đối nhân xử thế. Đó là bước đi rất quan trọng để đặt nền móng cho tuyển Việt Nam thành công như hiện tại. Nói ví von thì bóng đá Trung Quốc thiếu một người mở đường như Bầu Đức. Phần lớn các đội ở China Super League chỉ biết tiêu tiền mà không xây nhà từ nền móng. Do đó tuyển Trung Quốc cứ đập đi xây lại mà kết quả chỉ có một, đó là thất bại toàn tập. Đội tuyển Việt Nam trở lại top 100 thế giới sau chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc. Sau chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đã chính thức quay trở lại top 100 thế giới ở thứ hạng 98. Đây là một tin vui dành cho toàn đội và cổ động viên nước nhà. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 đã kết thúc với tỷ số 3-1 dành cho đội chủ nhà. Không đơn thuần là một chiến thắng, kết quả của trận đấu giống như một món quà Tết mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo dành tặng cho người hâm mộ nước nhà nhân dịp đầu xuân. Theo tính toán của Football Ranking, sau chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 15,47 điểm. Điều này đã giúp cho đội bóng áo đỏ tăng 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, lên hạng 98 thế giới với 1.218,55 điểm. Với thứ hạng này, thì đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì ngôi vị số 1 Đông Nam Á và thứ 17 của châu Á. Trong khi đó, sau 2 trận thua liên tiếp trước Nhật Bản và Việt Nam bị trừ tổng cộng 23,52 điểm, đội tuyển Trung Quốc tụt thêm 2 bậc xuống hạng 76 thế giới với 1.313,81 điểm. Bên cạnh đó, chiến thắng lịch sử trước đội tuyển Trung Quốc đã giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có được 3 điểm đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup, từ đó trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có trận thắng tại vòng đấu này ở các kỳ World Cup. Kết quả trận đấu thực sự là một món quà lớn dành cho người hâm mộ Việt Nam nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần. Đội tuyển Việt Nam đã trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không có điểm. Chiến thắng dường như đã giải tỏa tinh thần cho toàn đội bóng.
Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam còn hai trận đấu cuối cùng gặp Nhật Bản và Oman vào tháng 3. Ngay sau khi giành chiến thắng trong trận đấu vào ngày đầu xuân, các cầu thủ đã kịp về nhà để đón Tết cùng với gia đình. Thưa quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy share và like video này. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được cập nhật những tin tức mới nhất từ bóng đá được chúng tôi cập nhật mỗi ngày qua kênh Nhật Báo 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.